cái món phào mới còn cái nào không nhỉ? Khuôn phào à đây. À đây đây, cái này đẹp này. Con mới xem rồi, đây. Cái mẫu này thì nó là mẫu của thằng Thạch Cao thôi. Cái này thì bé 15 phân thôi nhưng mà nó là phào trần. Soi này nhìn khó lắm, khó chụp lắm để hình dung được, rất khó.